Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 1 tháng 9 năm Quý Mão, được sự chỉ đạo và cho phép của Hòa Thượng Giáo Thụ Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Chùa Bằng, Linh Tiên Tự, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Ban Liên chúng Đạo tràng Pháp Hoa khu vực phía Bắc, tổ chức khóa tập huấn dành cho các vị trưởng, phó ban dẫn chúng, thư ký, ban nghi lễ và các vị Phật tử nguồn kế cận trong ban dẫn chúng của đạo tràng, nhằm triển khai chuyên đề công tác tổ chức đạo tràng, triển khai các hoạt động Phật sự quý tư năm 2023 và ôn luyện về nghi lễ. Ngay từ 5 giờ sáng, các Phật tử đã phân tập về nơi lễ đường để tụng thời bổn môn Pháp Hoa, cầu nguyện cho thiên tai không còn hoành hành, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Đúng 7 giờ 30 phút, đại chúng cung thỉnh Hòa Thượng Giáo Thụ Thích Bảo Nghiêm niêm hương bạch Phật, yết tổ cầu gia bị, mở đầu cho chương trình 2 ngày tập huấn. Sau đó, đại chúng cùng thỉnh Đại Đức Thích Thanh Tâm, Phó Văn phòng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo Thọ Sư Chùa Bằng chuyển trao bát quan trai giới để trong khóa tập huấn, lãnh đạo các đạo tràng triển khai mọi công việc trên tinh thần cùng nhau tu tập. Tiếp đó, Hòa Thượng Giáo Thọ Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm giáo huấn các Phật tử về đường hướng xây dựng và phát triển đạo tràng theo tôn chỉ mà Đức Tôn Sư Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, đệ tử Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chuyển trao. Sau đó, Hòa Thượng Giáo Thọ nhấn mạnh đến ý nghĩa pháp y mà các Phật tử đã được trao truyền. Pháp y tiêu biểu cho pháp Phật, nên không thọ được pháp mà đeo y thì y chỉ là miếng vải không có tác dụng, không mang lại kết quả lợi lạc nào. Vì vậy, hành giả thọ pháp y phải chuẩn bị thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh, tâm của người thọ thật vắng lặng, tạo thành một sự cảm thông kỳ diệu nối liền giữa hành giả với Phật. Đặc biệt, Hòa Thượng Giáo Thọ nhắc lại nguồn gốc cũng như ý chỉ kinh Pháp Hoa, qua đó nhắc nhở đại chúng cần nỗ lực đoàn kết cùng nhau tu tập, tôn trọng pháp môn tu, chuyển hóa thân tâm để cuộc sống được an lạc, hạnh phúc. Sau đó, đại chúng cùng nhau tụng bổn môn Pháp Hoa kinh, mỗi đạo tràng thực hiện mỗi phần để tiến đến ôn luyện nghi lễ trì tụng cho thống nhất. Đầu giờ chiều, đại chúng cung thỉnh Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương quang lâm triển khai chuyên đề công tác tổ chức đạo tràng. Sau đó, các đạo tràng đã cùng nhau sinh hoạt theo chúng, hướng dẫn cho nhau nghi lễ sao cho đúng với chính pháp, đồng thời cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm tu tập. Buổi tối, đại chúng cùng vân tập về lễ đường, thành kính tụng thời kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an dưới sự chủ lễ của Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự, khép lại ngày tập huấn đầu tiên tràn đầy hỷ lạc.